Hello, xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để đăng ký được tài khoản Binance trên giao diện điện thoại. Và trước tiên để có thể đăng ký được tài khoản trên sàn Binance thì các bạn hãy truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả video này của mình để có thể truy cập vào cái đường link chính thức của sàn. Sau khi mà các bạn truy cập vào cái đường link giới thiệu mình có để ở dưới phần mô tả video thì cái giao diện của nó sẽ hiển thị ra như này. Thì ở đây sẽ có hai cái lựa chọn để cho các bạn có thể tạo tài khoản, đó là tạo bằng email hoặc là bằng số điện thoại di động. Thì mình khuyên là các bạn nên tạo bằng email nhé. Rồi, ở đây thì mình sẽ điền cái địa chỉ email vào. Trong cái phần mật khẩu này thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu mà các bạn định đặt cho tài khoản trên sàn Binance của các bạn. Khi các bạn nhập mật khẩu thì các bạn lưu ý này, tối thiểu là phải từ 8 ký tự trở lên và tối thiểu phải có một cái chữ số và tối thiểu phải có một ký tự in hoa. Đây là cái điều kiện bắt buộc khi mà các bạn set mật khẩu trên sàn Binance. Và trong cái mục ID giới thiệu này, nếu như mà các bạn đã đăng ký dưới cái đường link của mình thì nó đã có sẵn cái mã giới thiệu rồi. Còn nếu bạn nào mà không truy cập vào cái đường link và trong cái phần mã giới thiệu này không có thì các bạn hãy nhập cái mã là 577211156 để ủng hộ cho mình nhé. Sau khi mà điền thông tin xong thì các bạn sẽ tích vào phần tôi đã đọc và đồng ý và các bạn ấn vào phần tạo tài khoản này. Và bây giờ các bạn sẽ kéo cái thanh trượt này sang ngang đây. Đó, để nó khớp với cái mã này để các bạn có thể tạo được tài khoản. Bây giờ hệ thống đã gửi cho mình một cái mail mà có chứa 6 cái mã thì bây giờ mình sẽ cần phải truy cập vào mail để mình sao chép cái mã đó để mình xác minh lại cái địa chỉ này. Rồi, đây là cái email mà mình nhận được này, mình sẽ kích vào. Ở đây nó sẽ có chứa 6 cái mã ký tự này. Rồi mình sẽ sao chép, sau đó mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ dán lại. Rồi, như vậy là mình đã dán xong. Và hệ thống đã tự động đăng nhập vào tài khoản trên sàn Binance. Khi các bạn truy cập vào đây thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn qua cái thông tin của sàn thì các bạn có thể bấm vào phần đến bảng điều khiển này. Đó, để các bạn vào cái trang chủ, cái giao diện chính của chính thức của sàn. Thì các bạn sẽ bấm vào phần đến bảng điều khiển này. Đó. Rồi và ngay sau khi mà các bạn đăng nhập vào thì hệ thống đã có luôn cái thông tin đó là các bạn sẽ xác minh bảo mật tài khoản bao gồm bật cái mã 2FA. Và các bạn xác minh thêm cái phần số điện thoại nữa. Ở đây thì hai cái phần này là mình khuyên các bạn là tất cả những bạn nào đã tạo tài khoản trên sàn Binance thì đều nên bật nhé. Bởi vì nó chính là cái nơi mà bảo mật tài khoản và tài sản của các bạn. Đó, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bật. Thì các bạn sẽ kích vào cái phần là xác minh Google này. Thì để các bạn có thể bật được cái xác minh Google Authenticator ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ vào App Store hoặc là CH Play để các bạn tải cái ứng dụng di động có tên là Google Authenticator. Đây mình sẽ mở cho các bạn. Đó, đây cái ứng dụng này nó sẽ là hiển thị ra như này và nó là màu đen đen ghi này các bạn nha. Sau khi mà các bạn tải về ấy, thì các bạn sẽ mở nó ra. Rồi bước tiếp theo là các bạn sẽ quét mã QR ở trên cái tài khoản Binance này và các bạn lưu lại cái mã khóa dự phòng để có thể khôi phục lại. Sau đó thì các bạn bật xác minh qua cái mã 23 này và như vậy là các bạn sẽ hoàn tất các bước. Thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ ấn vào phần tiếp theo. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ lưu lại cái mã này. Đó, lưu lại cái mã bảo mật này. Và mình sẽ dùng cái điện thoại để mình quét cái mã Google Authenticator. Sau khi quét xong thì mình sẽ ấn vào tiếp theo. Trong mục này thì sàn Binance có yêu cầu bạn là ghi lại cái mã ký tự này lên một mẩu giấy để khôi phục lại tài khoản trong trường hợp có bị mất điện thoại. Thì các bạn hãy nhớ lưu lại cái mã ký tự này vào một cái nơi nào đó để các bạn bảo quản thông tin nhé. Sau khi bạn lưu xong rồi các bạn sẽ ấn tiếp theo. Rồi, và như vậy thì các bạn sẽ... Sau đó thì ở đây nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác minh email để các bạn kích hoạt cái tính năng này. Bây giờ mình sẽ ấn phần lấy mã này. Sau đó thì mình sẽ mở email ra. Đó, vào đây là có một cái mã gửi đến cho mình sẽ sao chép cái mã này lại. Ok, sau đó mình sẽ dán cái mã này vào đây. Và ở trong cái mục mã xác minh Google này thì mình sẽ mở cái điện thoại của mình vừa mới quét cái mã này. Mình sẽ nhập cái mã hiển thị 6 chữ số ở trên cái phần mềm Authenticator. Ở đây thì các bạn sẽ có hai cái điện thoại để các bạn thao tác cho nó dễ nhé. Sau đó mình sẽ ấn vào tiếp theo. Ok, như vậy là mình đã bật được cái bảo mật mã 23 thành công. Bây giờ mình sẽ quay lại bảo mật để mình bật thêm cái bước xác minh điện thoại để có thể bảo mật hơn cho tài khoản của mình. Bây giờ mình đã quay lại cái phần bảo mật rồi. Và trên sàn Binance thì như các bạn nhìn thấy ở đây nó có tổng là 4 cái bước bảo mật này. Các bạn bật xác thực hai yếu tố này. Thứ hai là xác minh danh tính này. Thứ ba là mã chống lừa đảo này. Và thứ tư đó là danh sách ưu tiên rút tiền. Thì ở đây để các bạn có thể bật được... Thì ở đây mình khuyên các bạn là ít nhất là các bạn nên phải
xác thực hai yếu tố và xác minh danh tính trong tài khoản. Cái việc xác minh danh tính của tài sản bây giờ là bắt buộc đối với sàn Binance nhé. Họ sẽ yêu cầu các bạn bắt buộc phải xác minh danh tính để không có bị giới hạn cái khoản tiền rút ra và không giới hạn một vài cái chức năng trên sàn. Rồi ở đây thì mình sẽ kéo xuống dưới này, trong cái mục bảo mật này thì nó sẽ có thêm cả cái mục xác minh qua điện thoại này. Thì để có thể kích hoạt cái xác minh qua điện thoại thì các bạn sẽ ấn phần kích hoạt. Sau đó các bạn sẽ nhập cái số điện thoại của bạn vào đây. Đó, nhập số điện thoại, sau đó các bạn sẽ lấy mã. Các bạn sẽ ấn vào phần lấy mã và hệ thống sẽ gửi cho các bạn một cái mã về điện thoại của các bạn. Sau đó các bạn nhập vào đây. Và để có thể bật được xác minh điện thoại thì các bạn cần phải ấn vào phần lấy mã qua email, các bạn nhập cái email của bạn. Sau đó là mã xác minh qua Google. Khi mà các bạn nhập đủ các mã này rồi thì các bạn sẽ ấn vào phần nút gửi này. Nó sẽ bật cho các bạn cái tính năng đó là xác minh qua điện thoại. Ở đây thì điện thoại mình đã bật rồi, thế nên là mình sẽ không có demo cho các bạn nữa mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn bật xác minh điện thoại thôi. Ok, sau khi mà bật xác minh điện thoại thành công rồi thì các bạn sẽ kéo dưới này. Nó có mục là xác minh qua địa chỉ email thì mặc định là nó đã bật lên cho các bạn rồi nhá. Đó thì các bạn sẽ có mình nghĩ rằng ba cái xác minh này, Google Authent này, xác minh qua điện thoại và xác minh qua email là ba cái này các bạn nên bật hết lên nha. Rồi. Sau khi các bạn xác minh thành công xong rồi thì các bạn đến cái bước cuối cùng đó là xác minh danh tính. Xác minh danh tính là cái việc mà các bạn sẽ up những cái thông tin cá nhân của bạn như là chứng minh thư, thông tin họ tên đầy đủ để sàn người ta có thể xác minh được cái tài khoản của bạn, để tránh cái trường hợp mà tranh chấp hoặc là những cái vấn đề gì phát sinh hoặc là không bị giới hạn rút tiền. Và đặc biệt là các bạn cần phải xác minh danh tính để các bạn có thể mua bán P2P, trao đổi các đồng coin ở trên sàn qua hình thức là P2P. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xác minh danh tính nhé. Các bạn sẽ kích vào phần xác minh danh tính này. Rồi ở đây thì nó sẽ có phần xác nhận quốc gia cư trú của bạn. Rồi các bạn sẽ chọn này. Cái biểu tượng này là Việt Nam này. Đó. Xác minh thì nó sẽ có hai hình thức, một là xác minh cơ bản và hai là xác minh nâng cao. Đó thì khi mà các bạn xác minh cơ bản thì cái hạn mức rút tiền của các bạn sẽ là 2 Bitcoin trên một ngày và cái mức xác minh này thời gian nó sẽ mất một ngày. Đó, bây giờ mình sẽ ấn vào xác minh ngay bây giờ. Trong mục xác minh cơ bản này thì các bạn sẽ điền số chứng minh thư, rồi phần tên đầy đủ của bạn và ngày tháng năm sinh. Sau khi mà các bạn điền xong rồi thì các bạn sẽ ấn vào mục tiếp tục. Rồi sau đó các bạn sẽ điền cái địa chỉ nhà vào đây và mã bưu điện cộng với thành phố. Ok, khi mà điền xong rồi các bạn sẽ ấn vào phần tiếp tục. Rồi như vậy là các bạn đã thao tác xác minh cơ bản. Sau đó thì khi mà xác minh cơ bản thành công rồi, các bạn sẽ ấn phần là nâng lên giới hạn cao hơn. Ở đây thì nó sẽ có các mức xác minh. Mức xác minh cơ bản thì các bạn sẽ được rút cái số tiền là 0,06 Bitcoin trên một ngày. Như vậy thì nó rất là hạn chế nha. Và cái bước xác minh thứ hai là các bạn xác minh trung cấp. Thì đối với cái hạn mức trung cấp thì các bạn sẽ được rút tiền mã hóa là 100 Bitcoin trên một ngày. Đến cái mức tiếp theo đó là cái mức chuyên nghiệp nâng cao hơn thì các bạn sẽ được rút tối đa là 100 Bitcoin. Thì ở đây thì các bạn cứ làm theo các bước và ít nhất là các bạn cần phải xác minh lên cái bước đó là bước trung cấp. Vì để cho các bạn có thể không bị giới hạn cái số lượng rút 100 Bitcoin thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu như mà các bạn chỉ xác minh cái bước cơ bản thôi thì cái số lượng rút của nó có 0,06 bit, nó rất là thấp. Đó nhé, thì các bạn hãy thao tác cái phần xác minh nâng cao này nha. Ở đây thì mình đã xác minh tài khoản ở tài khoản khác rồi nên mình sẽ không còn xác minh được ở đây nữa. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể đăng ký tài khoản này, bật bảo mật hai lớp và xác minh tài khoản cá nhân. Sau khi mà các bạn thao tác thành công xong rồi đấy, thì các bạn có thể tải app về. Đó, tải cái app này về. Các bạn có thể tiến hành đăng nhập và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể nạp tiền vào sàn Binance và có thể giao dịch trên sàn Binance bằng cái giao diện điện thoại một cách dễ dàng nhất. Thì các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của mình để đón xem những video tiếp theo trên kênh của mình hướng dẫn cho các bạn toàn tập cái cách trade coin trên sàn Binance nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.